này các bạn đã biết được cái video gì. Nay mình có một chả mỡ các bạn. Hôm nay mình sẽ rán cái này, lấy mỡ và lấy tóp rán các bạn nhé. Tóp mỡ là món ăn yêu thích của trẻ con, và cái lúc mình còn nhỏ đấy mình cũng rất thích hay ăn tóp mỡ các bạn. Hôm nay vừa mình có mua mấy cân mỡ, mỡ lợn đấy, về mình sẽ rán để lấy tóp ăn. Cũng món ăn yêu thích của trẻ thơ, tuổi thơ đấy. Cái tóp mỡ lúc nãy mình rán này đã xong rồi đây các bạn. Đấy, nhìn rất là ngon các bạn nha. Đấy, cái nỡ mỡ nước thì để dưới ăn giòn. Rồi là cái tóp, tóp này ăn cơm thì ngon đừng hỏi các bạn nha. Rồi bây giờ mình đi ăn cơm đây. Mời các bạn ăn cơm mình nhá. Mỡ giòn nhàng các bạn. Giòn lắm. Ngon. Rất là ngon. Đây là bầu xào các bạn. Cả bát muối. Tóp mỡ này hồi trước còn bé rất thích ăn, rất ngon, nào mẹ mà mua về là rán lên xong rồi chả tóp này ăn cho mắm rất nhiều cơm. Bây giờ mình ăn ngon và bây giờ làm vẫn ngon các bạn. Khi trẻ con bây giờ vẫn thích tóp mỡ. Cũng một món ăn tuyệt vời rồi. Thế hệ nào cũng thích.
Thậm chí em nhớ nhớ mất hết. Cái lúc mình còn bé bé, mình còn cái họ còn bán cái tóp mỡ bánh. Mỡ này họ cũng dán vào, họ ép lại thành một cái bánh tròn tròn này. Ngon. Mua về làm đun lên cà chua, mặn mặn đậm đậm ăn. Ừ, thôi trôi. Bông xào. Mọi người cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Các bạn xem video chúng ta video hay, các bạn hãy follow, like, subscribe và nhớ ấn chuông bên cạnh nhé. Thôi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video và những món ăn tiếp theo. Đây là món tóp mỡ, món ăn của tuổi thơ. Chào các bạn.